Ok, thì hôm nay Aries đã quay trở lại đây với lại một tập make up mới. Thì nhìn cái outlook này ha, là cũng thấy siêu lạ rồi ha. Thì không biết là Aries sẽ make up như thế nào thì mọi người có thể đón chờ xem và dây tiếp theo thôi nha. Và nó lại quên nữa. Ok, và let's go with me and do it with Aries girl. Ok. Thì bây giờ Aries đang đắp mask. Thì bây giờ là 9 giờ hay là sao? Rồi, được rồi, mask xong. Nên này da mặt khô với lại bị mụn. Da mặt mọng nước liền mọi người. Thấy chưa, thấy chưa? Bây giờ Aries đang để cho này thăm thăm chút xíu rồi mình sẽ bắt đầu vào make up. Thì cái make up hôm nay thì chắc là Aries sẽ không đeo len. Thì mọi người thấy ở trên bàn của Aries nó có cái gì ở đây? Nó có bình rượu. Rượu này gọi là gì ta? Rượu gì? Rượu trái bí à? Hay trái bầu? Trái bầu. Rượu trái bầu. Trái bí. Trái bí, trái bầu. Biết nữa đây, trên bàn của Aries thì chắc là trái bầu. Không biết nữa. Không uống rượu này. Hello. Nhưng mà hồi lâu nó thuộc dòng gì má? Nó thuộc dòng bí hay bầu? Thôi bầu hay bí gì nó cũng chung vàng mọi người. Kệ nó đi, thấy chưa? Khuôn mặt mọng nước. Mấy bữa Aries make up cho mọi người nhưng mà không có, mọi người không thấy Aries đắp mask. Thì khi mà Aries đắp mặt cho khách á, cho bạn của Aries á, thì thấy mặt nó siêu khô luôn. Cái mình cứ nghĩ là thôi hôm nay mình sẽ đắp mask trước cho mọi người thấy. Đó, để cho mọi người biết được là chứ là trước khi make up á, mọi người nên đắp qua một cái mask hoặc là dưỡng ẩm trước khoảng 15 phút. Xong rồi sau đó mới vô make up thì cái phần nền nó sẽ mướt hơn, nó bóng hơn. Nó có bị kiểu như nó bị bể, đánh lên nó bị bể. Đó, sau khi tinh chất mà nó thấm rồi đó, rồi mình sẽ bắt đầu vô đánh. Thì đầu tiên ở đây mình sẽ có kem lót. Mặc dù make up, mặc dù đánh đắp mask rồi nhưng mà mọi người vẫn apply thêm một miếng kem lót cho mình nha. Mọi người chừng nào thấy cái nền da của mình nó bóng lên như vậy nè thì có thể mọi người mới có thể gọi là giữ cái nền lâu với lại nền bóng được. Nhan không? Tôi đang tâm sự với mọi người để cho mọi người biết và mọi người cái làm gì đâu trời. Mọi người biết. Trời ơi. Chứ mà mới có kem lót à. Chứ mà là nghĩ sao mọi người 2 phút thì cắt đi. Đó, cái bóng chưa? Bóng chưa? Bóng chưa? Rồi, ok. Hôm nay là một cái tông make up Vietnamese. Cũng ráng để Vietnamese nha. Không, chúng là ông thấy tôi đánh tay quá, ông nhớ kéo lại. Quyền cái tay. Tán này, trong khi tán thì mọi người nè kiểu không có chay ra nha. Thì thêm như mà Ari và coi mấy cái chị makeup artist ấy, thì mấy chị đó xỉu dậm dậm như đó, dậm như thôi, dậm mạnh nha chứ không phải là kiểu dày. Không biết chừng nào đi cái nền vậy nè. Cái này Ari coi xong Ari học hỏi lại mà thấy áp dụng đúng nha nên mình mới làm theo. Thì cái nền nó ăn thiệt mọi người. Dặn đừng có sợ da đau nha. Thì trên mặt Aries hôm nay sẽ có những cái khuyết điểm như sau. Đây là mụn vết thâm vẫn còn nha mụn. Và mụn mới vừa nặng. Và mụn cũng mới vừa nặng luôn. Nó còn, nó có phần nhô đây thế này. Rồi mình sẽ qua phần chia khuyết điểm. Thì chia khuyết điểm thì vẫn trung thành với lại chia khuyết điểm của Maybelline nha. Maybelline. Ok, điểm kem.
Thôi bắt đầu ở đây thì Aries sẽ bắt đầu vào phần vẽ chân mày. Thì chân mày Việt Nam thì đủ kiểu chứ không phải là gì. Mình sẽ dễ kiểu nhạt thôi, không cần nặng quá. Thì mình sẽ bắt đầu từ cái phần đuôi này nè, vẽ tự nhiên nè chút xíu đó. Xíu rồi đó, nhẹ tay. Mình có cái bột ra màu nâu. Thì tóc mình hôm nay vẫn còn màu nâu mọi người, nên mình thể nào mình để cái chân mày của mình màu đen được. Mình tán nó ra. Always. Sau khi xong cái chân mày thì Ellie, ok. Và sau khi xong cái chân mày thì Ellie sẽ bắt đầu qua các phần mắt. Thì trước khi mà qua cái phần mắt qua thì mình sẽ cho một ít phấn phủ ngay dưới cái phần bọng mắt. Thì Ellie ở đây sẽ sử dụng một cái màu hồng nhẹ. Rồi. Đương nhiên là theo thói quen của mình là mình phải đánh cho cái bầu mắt nó đều màu cái đã mọi người ơi. Mình sẽ sử dụng một màu hồng nhẹ nha. Làm gì làm, nhưng mà bầu mắt thì đều màu cái đã. Tại vì các makeup mà makeup châu Á, không phải makeup Tây mà makeup eye rồi này nọ, thì chủ yếu makeup châu Á là cái nền đầu là phải đều màu cái. Còn makeup Tây á, là kiểu mỗi khúc á, nó sẽ là một cái màu khác nhau. Nhưng mà makeup eye lên thì ở đây nó sẽ quét một cái phần nền che lại kiểu như vậy. Makeup eye thì dữ lắm. Nó sau khi mà mấy các bạn đều màu như thế này nè thì các bạn mới dễ canh. Tại vì makeup châu Á là phải phần nền đầu nó đều một chút xíu đi. Đó, vậy đó, thấy chưa? Đôi khi mắt bạn có những cái mắt của mấy bạn là nó bị thâm cái phần trên này luôn thì sẽ rất là khó để sử dụng cọt. Thì hôm nay mình sẽ sử dụng gọi là cái phần mascara, là phần eyeliner, nhưng mà mình vẽ màu trắng nên cái phần mắt ở đây cũng không cần gọi là đánh quá nổi bật, chút xíu thôi là mình thấy nó nổi lên liền. Thì tiếp theo đây thì mình sẽ nhấn đuôi bằng màu nâu ha. Rồi sau đó mình sẽ apply thêm phần nhũ. Rồi mình sẽ vẽ eyeliner. Rất là đơn giản, siêu đơn giản luôn. Thì với eyeliner màu trắng thì các bạn cũng theo mình đó, kiểu như là eyeliner màu trắng thì các bạn đánh cái phần mắt nhẹ nhẹ thôi. Tại vì cái phần eyeliner màu trắng nó sẽ làm nổi bật hết nguyên cái con mắt của mình rồi, đúng không? Rồi mình nhấn đuôi chút xíu nha. Còn đây là do mắt mình dài thì mình tán nó ra ở phía ngoài. Còn những bạn mắt gọi là nhỏ và tròn, muốn tròn thì bạn tán những cái bầu như thế này thôi nha. Bầu như thế này đó, không kéo ra ngoài nhìn mắt sẽ rất là bị sắc lên. Đó, nhấn đuôi là ngay đúng cái phần đuôi này thôi nha mọi người, không có lan lên nửa mắt nha. Sau đây, ok. Thì sau đây là sẽ tới phần nhũ. À quên, sẵn cái màu nâu như thế này thì mình sẽ đánh sương sương cái sóng mũi luôn nha. Ok. Đó. Tóm tóm cái mũi lại. Đỡ bè.
đánh phần dưới này nè. Đó, chút xíu thôi. Sao? Nhìn nó sẽ bị được nâng lên mọi người, cái phần mũi đầu mũi này em được xin nâng lên xíu. Hay ảo diệu chút xíu nhưng mà thật sự nó là gì? Và tiếp theo đây thì em lại sẽ qua phần nhũ. Thì theo một bước đơn giản đó là xịt một miếng vô cái phần cọ của mình đó, cho nó ăn màu lên chứ. Màu hồng thế này nha. Thấy không? Rồi tiếp theo mình sẽ sử dụng một cái màu. Đâu rồi? Đây, right here. Thấy chưa? Thì cái màu nãy mình sử dụng là màu này. 1, 2, 3 đây. Đây nhá. Rồi mấy phần dần dần đưa mắt. Cái màu mình đang đánh thì cái màu hồng nó thiên về thiên cao chút xíu. Thấy không? Bây giờ ập lại thêm một kem lên, hạ cam hồng lên. Thì cái phần đuôi chút xíu như thế này. Rồi. Tiếp theo mình sẽ sử dụng một cái phần màu bản thì nhiều màu hồng gì. Cái màu hồng như thế này. Thấy không? Để mình cho vào cái phần dưới mắt của mình. Ở đây. Do mắt mình nó to nên khi mà đánh lên cái phần nhũ như thế này, mọi người cảm nhận được, mọi người cảm thấy là cái mắt của mình nó như là bị bọng, bọng mắt đúng không? Đó, nè, đó, thấy chưa? Xong một cái phần nhũ thì tiếp theo đây Eri sẽ vẽ màu trắng. Mình sử dụng chuẩn bị cái phần màu trắng rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu vẽ lên mắt. Mẹ thấy là bạn thấy cái phần đuôi chủ yếu là cho cái lông mi nó màu trắng luôn nha mọi người. Vẽ xuống đây lên nha mọi người. Đây, ở đây luôn nè. Thấy chưa? Mọi người mà coi cái tập này á thì mọi người có thể dừng ngay trước khi mà mình vẽ ADN rồi, là cái tông nó cũng khá là châu Á. Mọi người có thể áp dụng đi chơi đồ chẳng hạn nhẹ nhàng. Đó,
giống mắt bồ câu con đậu con bay chưa mọi người? Hổ hồn chưa? Thì sau khi mình đậy cái này nó khô chút xíu thì mình sẽ nhấn ngay chỗ cái mí á, với cái mí đây nè, cái mí mà sát với cái mí á, màu một cái eyeliner màu đỏ mảnh với lại một chút màu đen để cho con mắt nó thấy được cái phần con mắt chứ. Giờ mắt mình trắng bóc chưa, để nó bị đổ xuống luôn mọi người, như là cái mắt con bồ câu mà con đậu con bay. Thì sau khi mà mình cảm nhận đó là nó khô rồi á thì mình sẽ bắt đầu quê phần gì nè màu đỏ nha. Trước ai là màu đỏ thì mình nên hay là màu đen một chút xíu xíu cái phần đuôi mắt nha mọi người. Mà tin tôi đầu lý mà tôi nói tôi make up Việt Nam á là mấy người sai rồi nha. Mấy người mà tin tôi make up Việt Nam là mấy người sai rồi. Tại vì nếu mà mình làm đến make up là make up Việt Nam á thì nó thừa quá rồi. Người Việt Nam người khác người ta cũng make up được thôi. Muốn kia ta phải coi mày đúng không? Sai này nha. Oh my god. Thì một cái đường line nhỏ bị sưng to. Thì để cái đường line nhỏ mỏng thôi nha, mảnh thôi. Quốc một phát mỏng nè. Mảnh thôi. Đằng sau nè, từ cái hàm này nè, kéo lên chút xíu. Đúng không? Đây. Quay gần lại nha, chứ tôi không thấy gì chứ. Cái này lâu nha. Thiệt chứ, khó quá. Kiểu bị cận á mọi người. Và xong phần eyeliner. Thì bây giờ là sẽ bóng cái mi này lên chút xíu. Thì bây giờ mình sẽ phủ cái phần phấn ở dưới ra. Tâm Marcus này thì mình sẽ lấy cái phần má hồng mix giữa màu hồng sen với lại màu kha sen luôn. Cái phần mà học cái xem thì mình sẽ ập ra cái phần má ở trên nó cao hơn, nhìn cái độ tươi nó sẽ làm cái khuôn mặt mình đầy hơn chút xíu. Thì
Ra từ từ thôi. Chứ cam hồng cánh sen mà lố lồn cái là như mấy mẹ đánh lô tô thôi. Nói gì vậy? Ủa thì đúng rồi. Ý là đang nói là cái phần má hồng cánh sen. Từ từ thôi. Hiểu không? Đó. Sơn sẵn chưa? Thì phần má hồng cũng xong rồi. Đó, bây giờ mình sẽ phủ phấn và sau đó là mình lít son. Đánh miếng khói nha. Phần tết son một chiếc son mà hồng cánh sen. Mồi tỏ ở phía trong hay là để cái mồi này luôn bên mồi trượt luôn đó sao. Phía sau cái màu hồng cái xe này nè, mà chút nữa đập vô cái đèn neon á, nó mới sáng cái mặt. Đây thì cái phần eyeliner, highlight này nữa là xong rồi nè. Thì bây giờ mình sẽ đi làm tóc, đi chỉnh đồ để xem những cái tóc hình của mình như thế nào nha. Từ xíu bye bye. Nó chưa cứng là chứng nào. Chứng. Ok.